Rồi, chúng ta tiếp tục với các cái nội dung của Unit 1 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã sang phần Language Focus rồi, Advanced Language rồi. Thế thì cái phần Language, phần là ngôn ngữ này, chúng ta đầu tiên sẽ đến với phần từ vựng. Đó, rồi vậy thì tất cả các cái nội dung trước của Unit 1 này chúng ta đã được học rồi. Getting started từ bài câu số 1 đến câu số 6. Và thầy đã đưa lên trên kênh cho các bạn rồi. Phần từ vựng chúng ta cũng đã học luôn. Bây giờ sang phần từ vựng là của toàn bộ bài đấy nha các bạn nhé. Còn đây là cái phần từ vựng của cái nội dung language này các bạn. Rồi, thế thì như hôm trước thầy đã nói, trong cái phần từ vựng là một cái chủ điểm rất là quan trọng, đó là danh từ ghép này, những cái danh từ ghép của chúng ta. Đó. Vậy thì bài cái phần này nó sẽ có hai bài tập số 1 và bài tập số 2 này các bạn. Đó. Thế thì hai bài tập này thầy sẽ cố gắng quay trong một video cho các bạn luôn. Bởi vì hai bài tập này có một cái mối quan hệ và có mối liên quan nhất định, cho nên thầy quay trong trong một video cho các bạn. Ghép mỗi cột từ 1 đến 9 này, ghép mỗi từ từ 1 đến 9, đó có 9 từ các bạn nha. Ở bên này với một từ ở bên này, đó với từ A đến Y này, cho nó tạo thành, để tạo thành một cái danh từ ghép và bốn trong số chúng được viết như một từ. Các bạn hiểu được viết như một từ không? Có nghĩa là bốn từ trong số 9 từ này á, nó được viết liền nhau chứ nó không có dấu nối lại, nó không có dấu nối này. Các bạn hình dung được chưa? Danh từ ghép có những từ người ta viết liền nhau, có những từ người ta nối lại. Ví dụ như thế này này, đây, ví dụ như những cái chữ này là người ta viết viết liền nhau này, tất cả những danh từ ghép này là viết liền nhau này, nhưng cũng có những từ người ta phải nói, đây, nối lại dấu nối này, các bạn thấy chưa? Đó, rồi nó còn nhiều lắm, nhiều từ đây nữa này, open minded này cũng là có dấu nối giữa này, đó, các bạn phân biệt được chưa? Rồi, như vậy là bốn trong số 9 từ này sẽ được xem sao được viết như một chữ luôn, như một chữ dính liền nhau, dính liền nhau. Rồi, vậy thì câu 1 quá dễ rồi. New clear thì quá đơn giản. Câu 1 ta nối xuống chữ G là gia đình hạt nhân đó các bạn. Rồi, vậy thì tí nữa mà nếu cái chữ nào mà viết liền nhau thì thầy nói cho các bạn luôn nha. Còn chữ nào mà viết mà có dấu nối ở giữa thì thầy nói lại nhau. Còn cái từ nào mà viết liền nhau thì thầy nói luôn cho các bạn. Câu 2. Đây này, nuclear family là gia đình hạt nhân. Câu 2, generation rồi quá dễ rồi, khoảng cách thế hệ đúng không? Chúng ta học nhiều rồi. Generation gap là khoảng cách thế hệ đó. Ok, sự khác biệt các thế hệ đó. Table là dễ rồi. Đây, manner. Table manner là gì các bạn? Là cái cách thức ăn uống đó các bạn, đó hành vi ứng xử trong lúc ăn uống đó, đó là nối lại nhau. House các bạn, household là gì bạn, là việc nhà đó, đó việc nhà. Ok, đây household đây rồi, các bạn nói qua nhau đây. Ok, cái chữ household này á các bạn nha, nó cũng có nghĩa là hộ gia đình cũng được các bạn nhé. Còn cái việc nhà thì thường người ta dùng là housework. Đó. Cái trường hợp này thì chúng ta dịch là hộ gia đình thì nó sát nghĩa hơn. Ok. Trong vài trường hợp người ta có thể nói là việc nhà cũng được, nhưng mà việc nhà thì người ta hay dùng từ housework các bạn ha. Rồi. À, từ này là viết dính nhau liền nhau các bạn nhé. Hai cái từ này này, household là viết dính liền nhau luôn, chứ không có dấu nối nha, không có dấu nối như thế này. Ok. Đó. Rồi, junk này là đi với cái gì các bạn? Câu 5 này á thì đi với C này các bạn. Junk food là gì đó? Thức ăn không có lành mạnh đó các bạn. Thức ăn nhanh, thức ăn không có lành mạnh đó. Đó, đồ ăn vặt á. Nói chung là đồ ăn vặt mà không tốt, chủ yếu là không tốt cho sức khỏe. Junk food. Rồi, soft drink quá dễ. Soft drink là gì các bạn? Là đồ uống nước ngọt đó, đồ 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 nước ngọt đồ uống các bạn đó. Ok rồi, nói chung là đồ liên quan nước ngọt nhưng mà không đồ nước uống có ga đấy nhá, chứ không 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 có cồn đâu nhá. Ok, cồn là khác rồi. Hairstyle là kiểu tóc, đâu style đâu, đây nói với phong cái chữ A này, hairstyle này, hairstyle này cũng là một từ viết dính liền nhau đó, không có dấu nối nha. Vậy là nãy giờ chúng ta có hai từ rồi, household và hairstyle là hai từ viết liền nhau rồi. Từ tiếp theo là food.
Footsteps, tiếp bước đó. Đây, quá dễ. Footsteps, tiếp bước. Từ này cũng viết liền nhau luôn. Vậy là ba từ rồi. Còn từ cuối cùng, school. School gì các bạn? School children à. Đây, school children là gì? Những học sinh ở trong trường á. Vậy thì từ đây cũng viết dính liền nhau luôn. Học sinh ở trường các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta đã có được 9 cái danh từ ghép này. Chúng ta đã nói được với nhau hết rồi. Và 4 từ đó được viết dính liền nhau. Ok. Rồi, vậy thì chúng ta từ cái 9 danh từ ghép này ở cái bài tập số 1 này, chúng ta chuyển sang bài tập số 2 để chúng ta làm theo yêu cầu người ta. Bài tập số 2 này á, thì chúng ta có 5 câu. Đó. Thì chúng ta lựa một trong số 9 cái danh từ ghép đó để chúng ta điền vô đây. À, bạn thấy chưa? Để nó tạo thành một câu có nghĩa. Nói chung dễ thôi các bạn ơi. Khi các bạn đã nắm được nghĩa của các từ rồi thì 5 câu này quá đơn giản. Đây, ví dụ câu 1 này. Câu 1 này á, các bạn cũng có thể điền điền từ số 7 này này. Từ số 7 là hairstyle các bạn nha. Hairstyle hoặc là gì các bạn? Food. Đây đây đây. Table chứ. Table manners. Đó. Hoặc là các bạn hairstyle hoặc là table manners để các bạn điền vô cái cột này. Chữ nào cũng được. Bởi vì ta dịch là nó có nghĩa này. Cha mẹ của bạn đã từng than phiền về cái kiểu tóc của bạn chưa? Hay là than phiền về cách thức ăn uống của bạn chưa? Đó các bạn thấy chưa? Chọn hai cụm đó, cụm nào cũng được hết. Đó là cái cách của bài này. Đúng không? Vậy thì các bạn chọn từ số 3 hoặc là từ số 7 được hết. Số 3 hoặc là số 7 nha. Đương nhiên từ số 3 thì các bạn phải viết đúng danh từ ghép nha. Đưa từ này vào nữa. Table manners hoặc là hairstyle các bạn nha. Chứ không phải một từ bên này đâu mà cả cái cụm luôn này luôn. 3A vân 3i này và 7a này. Đó, 3i này, 7a này. Đó, vậy cho các bạn dễ nhớ. Ok, 3i. Rồi, câu số 2 này. Tại sao? Đây các bạn nhìn đây nhá. Câu số 2 là tại sao mà có một cái gì giữa những người bố mẹ và những đứa con? Chắc chắn này là một cái thế khoảng cách thế hệ rồi. Khoảng cách thế hệ là đâu? Đây, generation gap 2H, đúng không? Câu 2 là cũng là số 2 luôn và chữ H, 2H nè. Đây, generation gap, đó là câu 2 chúng ta dịch là tại sao có một cái khoảng cách thế hệ, sự khác biệt các thế hệ giữa bố mẹ và con cái. Ok, câu số 3. Câu số 3 của chúng ta là, à, chúng ta nhìn vô ta biết ngay liền, gia đình hạt nhân. Có phải gia đình hạt nhân là một cái kiểu gia đình hoàn hảo không? Gia đình hạt nhân thành phần lớn là người ta thích, đúng nào? Đây, vậy thì nuclear family 1G, đúng không? Câu 3 là 1G. Đó, có phải gia đình hạt nhân là hoàn hảo, là kiểu gia đình hoàn hảo không? Ok, đó các bạn nha, câu 1G đó là đây. Đây, đây, ok, ghép lại với nhau. Cái đó các bạn biết rồi. Câu 4 của chúng ta, các bạn nhìn đây. À, quá dễ. Tại sao nước ngọt và đồ ăn vặt thì không tốt cho sức khỏe của chúng ta? Đúng không nào? Vậy thì đồ ăn vặt đâu rồi? Junk food 5C. Câu 5 và câu C hợp lại. Chữ số 5 và ô thứ 5 là ô C và hợp lại là thành câu số 4 này. Đáp án của câu số 4 này. Tại sao đồ nướng, nước ngọt và đồ thức ăn vặt lại không tốt cho sức khỏe của chúng ta? Câu số 5. Bạn có nghĩ là những đứa trẻ ở trường á, là nên mặc đồ đồng phục không? Mặc những chiếc đồ đồng phục không? Đó, hồi nãy mình dịch là những đứa trẻ ở trường á. Những trẻ trong trường. School children là những đứa trẻ trong trường. Số 9E. Đó. Bạn có nghĩ là những đứa trẻ ở trường là nên mặc những cái đồ bộ đồng phục không? Đó là như vậy các bạn ha. Rồi, như vậy là 5 câu của bài tập số 2 trong cái phần vocabulary này chúng ta cũng đã xong rồi. Hy vọng các bạn thích các video của mình và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Hẹn các bạn các video tiếp theo nha. Ok, rồi, chào các bạn. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh ha. Rồi.